Hi, xin chào các bạn đã trở lại với channel của mình. Hôm nay mình sẽ chơi server Survival của Plot BE. Mình sẽ chơi là nhìn như là cái này giống như là bạn sinh tồn hả? Mà bạn phải để ý người ta. Nếu mà nó chạy lại gần mình quá, mình phải bỏ chạy. Mình có đồ thì mình mới chơi lại nó. Đây là bạn thể sinh tồn mà bạn có thể bị đánh bất kỳ lúc nào. Rồi mình sẽ ngắt hôm này để đăng nhập mật khẩu. Rồi ok, đăng nhập xong rồi các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cái này là đây có trong cái gì cái server này thì mod nó có thể di chuyển rất là bình thường, các bạn có thể đánh nó và lấy đồ. Ví dụ cừu thì các bạn có thể lấy len bất kỳ lúc nào, còn bò thì lấy thịt và lấy da, có thịt heo luôn nha các bạn, có nhường như là mọi thứ luôn. Mình thì trong lúc mình không quay mình đã cài lên được 17k nữa các bạn. Cái này các bạn chỉ đào khoáng sản thôi, không có bán, không có được, không bán được đá nha các bạn. Chỉ đào được khoáng sản thôi, không bán được đá. Cái này giống như server bích tông của mấy cái gì PC vậy các bạn. Các bạn có thể quay gương. Đây, mình sẽ đến chỗ quay gương. Rồi đã đến chỗ quay gương này. Đây là các bạn, này là chìa khóa 5 viên emerald là 55k các bạn. Ui đâu, bố mình nhìn thành 50k và 5k, giờ mình sẽ mua 10 viên để mình quay thử nha các bạn. Rồi, ok mình đã có 10 viên, giờ mình sẽ dịch chuyển mình quay. Ấm bala vừa được cái cánh các bạn, hư cấu phết. Ba la được 5 viên emerald, ý lộn 5 viên kim cương. Cái này là cái quạng quay á, có thể là ra rất khả năng ra rất là lớn luôn các bạn. Loại hero, ủa mình mua 10 viên mình quay loại hero mà các bạn. Kỳ vậy. Đây mình sẽ mua thêm 5 viên nữa mình quay nha các bạn. Thì mình cũng đâu cần dịch chuyển xuống dưới làm gì. Mình chỉ đào cái lỗ mình chui xuống dưới thôi là được. Tại này là ngay cái shop nha các bạn. Đây này, cái xóm này thì đất sét á nó sẽ không bán, nó chỉ để chân thôi, không hiểu luôn. Các bạn nếu mà các bạn có điều kiện các bạn nên mua cái star này nè, các bạn quay sẽ trúng được nhiều đồ hơn. Như chứ bạn các bạn mua emerald quay khó ăn lắm. Thì mình sẽ cầm 5 viên quất vô cái gương này đi. À cái gương này chắc chắn sẽ nằm bên cái chỗ này nè các bạn, hai cái này nha các bạn. Bây giờ quay cái này quá quá, quay cái này đi. Được một trái táo vàng. Sao sao cái này là có một à? Một viên emerald, 2 viên, 15 sắt, 2 trái táo vàng enchant à. Thì cái này nó sẽ, cái này nè, nó sẽ rẻ hơn cái này. Cái này chắc nó đi lộn, cái này là 5. Cái này là 10, cái này là 1, cái này là 5, cái này là 1 nha các bạn. Rồi, thôi. Mình sẽ đi spy. Mình có đào sẵn cái hang rồi. Cái này á thì là cái mảnh đất của nó các bạn mua không được. Mình cũng không hiểu nữa, mình đã hỏi phó hết cái thằng cảnh sát hết lần rồi. Nó nói cái gì đó đó. Thôi mình thì mình cũng đã có chuẩn bị một số đồ cần thiết để mình đi rồi. Giờ mình chỉ cần cất len vô thôi. Kiếm len đặt mẹ chỗ nào cũng cất làm gì. Chứ chắc chỗ. Ok nha. Rồi ok. Các bạn có thể trúng được những thứ món đồ như thế này và các bạn có thể đổi giá tiền. Thì mình đã có chuẩn bị trước rồi. Thì do mình là không quay là mình sẽ đi kiếm kim cương. Đi kiếm kim cương bằng cách bật ít ray các bạn. Bật ít ray mấy này nó có một hai thằng nó cũng đã bật ít ray. Mình cá luôn, có một hai thằng nó đã bật ít ray. Mình đào lúc mà cần kim cương thì nó không ra, lúc mà mình không cần thì nó là ra. Nó bật ít ray mà nó xuống, nó thấy mình đang đào á, nó đèo xuống, nó tính là ké mình, bị mình quất hai cái cúp vô đầu nó quéo quẹo luôn ngu người. Thì trong cái server này á, là nó sẽ cái gì cái bản cập nhật của cái này á, là không cho enchant được nữa. Thì mình cũng để là biết mình để chân thôi chứ có làm được gì nữa đâu. Vàng thì nó ghi lộn rồi, nó ghi lộn rồi nên không thể bán vàng được.
Các bạn có thể chỉ có thể bán sắt, kim cương. Vậy thôi. Rồi ok nha. Này. Rồi cái lên của mình, đây là cái hang của mình nha các bạn. Rồi chỉ tao diện gòn, được cái cánh cũng được, không sao. Đây mình có bốn quyển sách. Đã có một pha giết người đến từ bạn Phúc đã bị bạn chắc khi giết. Rồi cũng đã out game luôn. Đó, các bạn có thể bi răng bất kỳ lúc nào khi bạn mai các bạn có thể bi nó đè cho nó nặng mụn á, nó đè cho nó nặng. Ghê lắm, mấy này nguy. Những thành phần nguy hiểm nên tránh xa, không nên đụng đến mấy cái hàng như vậy. Cái hàng mấy hàng gì nó được cái tiêu chí là nó khát máu lắm các bạn. Bây giờ mình sẽ đi qua cái hang mai của tụi kia. Mình sẽ đi qua cái hang mai của tụi kia. Mình đã trong cái thời gian mà mình muốn sử dụng á, mình bật tụi nó không cho mình qua chơi. Mình bật cái trailer lên, mình đã kiếm được cái chỗ nhà của tụi nó. Bây giờ không biết có ai này không. Đây chính là nhà của tụi nó nha các bạn. Đây là nhà của cái thằng gì tên là Bảo. Không phải Bảo, không phải là Bảo GS đâu nha các bạn. Cô có một thằng gì tên là Bảo và cái thằng gì tên là Nico. Mình chỉ biết hai chữ đầu của nó nè. Nó còn ở trên là cái chỗ spawn xương rồng hay cái gì đó các bạn. Bây nhà có nãy mình có thể vô phá luôn nha. Đây. Đây mình sẽ lấy cái kiếm nữa. Thì các bạn đặt đồ vào đây các bạn phải mua cái gì. Nhưng như là thuộc quyền sở hữu. Đất này thuộc quyền sở hữu của tôi nha. Các bạn phải mua cái đó. Cái thôi là các bạn sẽ bị phá nhà hoặc là bị cướp đồ. Nhà này như mình dọn sạch hết luôn rồi mà. Mình dọn không còn miếng gì luôn á. Mình dọn đồ đúng rồi. Đây. Thì nó cũng đâu có gì đâu mà nó chỉ có mấy cái đồ gì coi nhá. Đây mình đã răng vô nhà này, mình răng nó hết mấy lần rồi. Canh me canh chua, kiếm mắm kiếm chuối. Răng nó được 4 lần. Răng được 4 lần đã có thành quả. Ồ, tiền vàng còn ăn này làm gì ta? À tính trọng độ trên này nè các bạn. Mình răng nó 3-4 lần. Ồ sao nó đập lên. Lấy cái miếng ơi bò. Cho tao thịt bò. Ngon. Được 3 miếng thịt heo cho tao thịt. Hay quá, được 2 miếng thịt heo. Đây, mình sẽ lấy cướp hồi tay của nó. Này thằng này nè, nó bị mình răng vậy nó đóng cửa luôn à. Gì? Cắm vào ai vào làm chó trừ chủ nhà cái mẹ mày chứ. Méo quan tâm tao thích tao già. Ủa, cái gương của nó đâu các bạn? Đây mình sẽ lục nhà nó lên. Làm hình đóng cửa là chưa tính gì tính. Cầm hay đóng cửa lời tính gì tính sao. Rồi ok. Thì nó đã đặt gương trong đây đã bị mình găng hết một lần rồi. Đây đúng như mình đã đoán. Thì nó đã đặt rất nhiều cà rốt luôn rồi các bạn. Cái miếng này mua hạt giống như hấu mà nó mua hạt giống cà rốt gì trời. Lầy hết. Rồi hôm nay mình sẽ đi xây dựng một ngôi nhà ở dưới cái mặt. Ở dưới như là mặt nước. Xây dựng ngôi nhà dưới mặt nước và mình cũng sẽ di cư quanh bệnh luôn. Đoạn nó tất cả đồ đạc di cư quanh bệnh. Nhà nó cũng đã tối giờ mình sẽ cho bạn tham quan cái mảnh đất ở trên luôn. Thì cái mảnh đất này mình cũng đã răng hết biết bao nhiêu lần mà không có gì trên chảnh hết. Mình sao hết rồi. Không sợ này nó cũng có gì đó. Nó để là chìa khóa quỷ dữ 10k 5 cái, chìa khóa thần thánh 5k 10 chìa. Cái gì 5k 5k 5 chìa. Đọc viết liệu đây. Ở trên này thì nó có farm xương rồng. Mình đứng trên này mình ngóng tụi nó. Có thằng nào nguy hiểm không mình răng luôn. Đập vỡ mồm. Mình đã cướp được 60 mấy củ cà rốt. Đây thì nhà nó cũng chưa hoàn thiện lắm các bạn. Nó cái này xây nhà ảo lầu được. Đây là cái nhà của tụi nó.
Bây giờ mình sẽ đi Smile. Nói gì từ từ mai cái đi qua. Dưới trên trên đây chú người chắc chắn sắp mặt này. Thì mình cũng đã tìm ra một cái địa điểm rất là lý tưởng để xây một ngôi nhà. Xây ngôi nhà trong mặt nước á. Ồ, quá. Hai, mình cũng muốn biết bạn này là ai. Cứ hai đi. Thì mình sẽ đi kiếm đồ mình xây. Thì nhà mình cũng đã trộm được một ít gỗ của tụi nó. Bạn này chắc ở từ server Windy Windy B và mà sẽ đợi server đó đã bị sập. Thì lúc đó mình đang làm cái chức gì bên bển mẹ build 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 nhà hay gì á. Mình cũng nhớ nữa. Giờ mình sẽ đi chặt gỗ xong mình sẽ đi xây một ngôi nhà dưới mặt nước. Không phải dưới nước nữa nha các bạn. Mình cũng đã tìm ra một cái ý tưởng là nó ngay cái dách đó các bạn. Cái dách luôn. Cái gì ví dụ đi các bạn là cái chỗ này nè. Nó như là một cái bức tường mình bị cắt nha. Mình định là mình thấy cái đó nó gì gì giống nhảy mấy mấy nó xây nhà trong trong cái hang vậy á. Thì mình cũng đã xây, mình cũng đã canh me canh chua chỗ này lâu lắm rồi mà mình đã thực hiện thôi. Mình cũng muốn thực hiện cái thử thách này này chính là cái hang này các bạn. Tôi nó đào hết, tôi dục là cái hang cho nào vô la liếm. Thì bạn cái bạn này đây chính là nha các bạn. Rồi ok gần tới các bạn. Các bạn cứ trong trong cái server này các bạn cứ kiếm cái chỗ nào mà nó bằng phẳng các bạn quất này chỗ đó là xong. Đây đây là cái chỗ mình nói nè, các bạn nhìn vậy thôi chứ nó lợi hại lắm các bạn. Các bạn cứ lắp đá và kiếm chỗ nào mình chui vô là được. Ok thì mình cũng đã bữa đào hang ở chỗ này mình đã có sẵn cái gì đó rồi. Thì mình sẽ quay về cái đó người về cái chỗ mình cất đồ để mình lấy gỗ mình xây. Lấy gỗ với stone. Thấy chưa? Mình đem mình xem hôm chỗ này coi. Xem hôm là nhà. Ghi Itachi thì nhà gì nữa. Hôm Itachi, ok. Ok, mình đã xem chỗ này nha. Giờ mình sẽ quay lại cái chỗ mà mình hướng dẫn các bạn mà tới cái chỗ của mình ấy. Thì mình đã quay lại được chỗ đó. Đó, tôi quay lại chỗ này rồi nè bạn. Ốp Grumball. Thì mình đã có đào một rất là nhiều đá luôn các bạn. Mình có đào rất là nhiều đá. Thì mình sẽ bắt đầu tiến hành là lấy sắt. Ok được như đã sắt ngon. Các bạn nhìn cái bảng giá nó ảo ảo luôn. Thì mình sẽ lấy ít gỗ trong này nè. Đây, gỗ, đất sét. Đất sét. Thì mình cũng đã có dự kiến là tụi nó sẽ chắc chắn sẽ găng vô cái hang của mình. Thì mình sẽ lấy stone, mình lắp lại luôn. Không có cho tụi nó thấy, lấy stone lắp lại luôn nha các bạn. Ok, rồi, đuốc có rồi. Rồi, ok đó các bạn. Thiếu đá. Rồi ok, mình sẽ quay chỉ bằng bằng ráp gỗ. Rồi mình sẽ quay lại cái chỗ đó. Khoan. Mình sẽ quay lại cái chỗ đó nha các bạn. Itachi. Ok. Gì? Ủa, đúng rồi ta. Ok. Trong kẹt trong hốc, cắm cái đuốc cho ánh sáng các bạn. Thì ngay chỗ này thì mình cũng đã có cái phòng ngừa là tụi nó sẽ găng vô đây, mình đã lắp lên chỗ này. Rồi bắt đầu mình đào thôi. Đào đi xuống chứ không phải đào đi lên đâu á. Đào đi lên là chết tôi. Không, để gì rất là nguy hiểm. Mình sẽ đào để cái đuốc đó cho sáng rồi chứ mình đào đi xuống nữa.
di cư mà. Chứ chỗ này là thuộc cái dạng thành phần nguy hiểm. Thôi mình sẽ ngắt khúc này, chừng nào mình đào xong mình sẽ quay tiếp. Và ok, mình đã xây xong một cái căn phòng. Giờ chỉ lên trển làm cái cửa nó thôi là xong. Làm cửa cho nó bự bự bao. Chứ không thấy được cái bàn, nó được cái bàn ráp luôn. Đặt đi luôn, không lấy được cái bàn ráp luôn. À, ok, ráp luôn. Ráp cái cửa nè. Ráp cái cửa nè. Ok, ráp cái cửa nè. Ráp gì nữa ta? Ráp một cái tí. Ok. Ui, rồi mình sẽ trang trí cho chỗ này ngụy trang nữa mà. Lộn, bông lộn. Lộn gì phải đặt ra. Phải đặt ở chỗ này. Lạ nha. Thú lắm lộn. Rồi ta. Rồi nè, hả? Ok. Đặt chỗ này xong. Đang đặt chỗ này xong. Nó bốc cửa luôn. Quá tuyệt vời. Chỗ này chỉ cần trang trí sơ đồ thôi. Cái làm mấy bàn ráp đi luôn. Ok, quá ok luôn rồi. Nào cho mình cho đẹp. Không, mấy bàn đạo ở bọn thì sẽ thấy được cái vách ngăn á. Cái vách ngăn á rồi. Nhân của cái tụi mà đào này đi coi. Ok, thì cái mộng của mình thì cũng xong rồi, chỉ cần lắp mấy cái phía này thôi là xong. Ok, xong trong phòng mình có hết clip luôn. Thì cái bàn ráp thì mình chế bàn ráp, bàn ráp. Ok, bàn ráp có. Mình cần có bóng cái thôi. Nhưng mình sẽ đặt thêm một cái ở đây nữa. Ok. Ok, con tôi đây. À, đây là một, hai, ba, ba cái lò. Ok. Hai bên, ok. Bên đây sẽ là cái giường của mình lên để sau kia. Bên này sẽ là cái như là căn bếp rồi. Căn bếp này sẽ là cái cửa lá này là xong như là ở đây. Cửa lá cửa lũ. Xong, giờ được hai cửa. Quá tuyệt vời. Cái đặt cái chỗ đi đâu. Quá đau. À, đấy là đặt cửa này thôi xong. Như này thì em đặt đi cho. Như này sẽ đi đây. Sẽ chạy cho thầy đặt tương hay gì đó. Rồi có thể đặt tương. Tiếp tục bước chân, lắng tay bước chân. Lên ngoài. Bước chân, là cái bàn rất đi chơi bù. Này, ok, rất đi chơi bù. Lò lò thôi, sáng. Đơn giản. Đơn giản như đơn giản thôi. Này, đang ở đây, vào đây. Này, mình lắp lại cái chỗ kia. Cái kiểu bạn chỉ còn có mấy cái này đó, các bạn cứ đặt từ từ vô rồi xong. Các bạn chỉ giúp những dân đặt đó vô.
Ok, rồi xong. Đặt vô thôi. Ok. Thì cái vấn đề mà cái phòng ngủ á thì mình sẽ làm tí phèo là cái mình sẽ ấp lại cái miếng này cái tí hai cái này là cái bà đóng này thôi mình đặt xuống vô xong ok tiếp sách nó đi coi phí diệu quá phí diệu luôn đúng. Là mình sẽ về cái game đây cái lên cụ lên cụ anh nhìn cái đồ về cái chỗ kia lên cụ lên cái đồ này lên 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 cái này ở cái nó và cái lên ok luôn có gọi chỉ là cái này đặt là bao nhiêu mình nó có ý kiến mà đặt cái gì rồi sẽ gọi quên đi sẽ lấy hàng chục lên cho nó được ok làm hai cái gì ok đã có hai cái dừa thì nó cũng bên dưới mình sẽ bỏ như lại lấy cái đặt cho đi được chưa ok anh chị chia về cho này xong mình đi để cũng có cái mặt cho nó cái chuyện cần đặt lên lên rồi xong ok rồi. Xem lắm chỗ này nó là gì ở đây nếu con này là mình đang lắp cái chỗ này mình luôn đó ok mở cửa ok mở cửa mình sẽ thấy siêu hâm nữa con chỉ có nào hát nó mới thấy được cái này thôi ok sẽ được cái gì đi đi bơm mày đi lấy tiền về mua cho mua đồ mua thuốc uống cho mình rồi rồi mình sẽ làm đi nhân viên tiếp là mình sẽ nhân viên tiếp ok mình sẽ trang trí xong cái giường rồi vì sao nữa ta sao nữa ta giường này sao chứ con cái giường các bạn đừng nên đặt cái ghế này tại này dưới trần này chỉ có ba ô thôi không đặt ghế đặt gì đó gì đừng đặt thêm nữa mình đặt thêm gì đó những cái cây mình ráp luôn rồi ok đây hello ok mình đã có 6 cái này chín chín cái này quả chỉ cần đạt vậy thôi lộn mình build nhà xấu lắm build nhà xấu lắm mình sẽ xây bừa đây ok đó
Rồi anh có thể đặt cái giống cái này sau lưng của anh. Rương. Rồi cái chỗ này còn trống. Mình cũng chưa biết để gì trong trống. Rồi thôi. Nung sắt. Nung sắt thì về chỗ nhà nung. Ok, và mình sẽ ngừng clip ở đây. Mình sẽ ngừng clip tại đây. Nếu các bạn thích thì đừng quên nhấn like, subscribe cũng như là comment ý kiến của bạn bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye!